Sáng 16 tháng 5, Bệnh viện Di Đồng 2 cho biết vừa cùng các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện chợ rẫy kịp thời điều trị thành công cho ba bệnh nhi nghi ngộ độc botulinum do ăn giò lùa bán dạo. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5, gia đình có 4 người, ngụ thành phố Thủ Đức, gồm một người dì cùng ba anh em ruột là NVH 14 tuổi, NVD 13 tuổi và NTX 10 tuổi, có mua giò lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng từ 12 đến 18 giờ cùng ngày, cả bốn người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và ba đứa trẻ bị yếu cơ dần. Đến ngày 14 tháng 5, cả ba bé được đưa vào bệnh viện di Đồng Hay trong tình trạng mệt lã. Bệnh nhi NVD có biểu hiện sụp mí, yếu hai chân. Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 5 thì bệnh nhi bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Hai bé còn lại là NVH và NTX cũng có biểu hiện sụp mí, yếu chân vào chiều ngày 14 tháng 5. Đến sáng ngày 15 tháng 5, hai bé này cùng xuất hiện sụp mi mắt, yếu dần tứ chi, sức cơ khoảng 4 trên 5. Với các triệu chứng trên, các bác sĩ nghi ngờ ba bệnh nhân bị ngộ độc nên đã mời bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện chợ rẫy hỗ trợ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chuẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn chờ lụa đến 19 giờ cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum. Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ điều chuyển thuốc BAT, hai lọ còn lại sau đợt điều trị cho chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3 năm 2023 đến bệnh viện để kịp thời điều trị các bệnh nhi. Trạng sáng ngày 16 tháng 5, cả ba bệnh nhi đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. Sau một giờ truyền thuốc giải độc, các bé đều ổn định, không có biểu hiện bị phản vệ. Đến 6 giờ ngày 16 tháng 5, tình trạng các bé ổn, các bé sẽ được tiếp tục theo dõi và khám lại, đánh giá tình trạng sức khỏe sau 4 giờ một lần. Theo các bác sĩ cho biết, bệnh lý ngộ độc botulinum nếu điều trị trễ sẽ dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp phải thở máy từ 3 đến 6 tháng.